Chuyện đạo chuyện đời. Ngày 5 tháng 7, Thánh Anton Maria Zakaria, linh mục. Thánh Philippe Phan Văn Minh, linh mục Tử đạo Việt Nam. Con cảm tạ lòng con xin Chúa đến trọn đời và khắp mọi nơi. Con tri ân lòng con xin Chúa từ giây giờ và đến muôn đời. Chuyện đạo chuyện đời. Ngày 5 tháng 7, Thánh Anton Maria Zakaria, linh mục. Thánh Philippe Phan Văn Minh, linh mục Tử đạo Việt Nam. Thánh Anton Maria Zakaria, linh mục. Thánh Anton Maria Zakaria là đấng sáng lập dòng Barnabé. Sinh năm 1502 tại Cremon, nước Ý. Cha ngài mất sớm, mẹ ngài, người quá phụ trẻ 18 tuổi, không còn biết tới hạnh phúc nào hơn trên trần gian là đào tạo tâm hồn người con nhỏ của mình. Thấy con thích làm việc hơn là chơi giỡn và biết kiên trì hy sinh hãm mình, bà rất mừng. Chính bà cũng phát huy tình bác ái đối với người nghèo khổ để làm gương cho con. Thành phố Cremon, nơi Anton sinh trưởng, vừa trải qua một cuộc chiến tranh khốc liệt. Sau cuộc chiếm đóng của người Pháp, dân thành lại phải chiến đấu với Ludo Sforza. Tình cảnh thật khốn khổ. Mọi người đều sẵn sàng chia sẻ cơm áo với đồng bào. Ngày kia, trên đường về học, cậu bé Anton đã cởi tấm áo thêu của mình cho người nghèo mặc. Thấy vậy, người mẹ đã âu yếm ôm con vào lòng. Từ đó, Anton xin cho mình được ăn mặc bình thường, có khi còn nhịn phần ăn cho người nghèo nữa. Vào tuổi 15, Anton Zakaria đã khấn giữ trinh tiết trọn đời. Sau khi tuyên thệ và từ chối không nhận tài sản cha để lại, Anton Zakaria theo học triết lý ở Pavi và ngành y tại Paron. Thần mẫu đã chọn cho ngài những bậc thầy nổi danh về văn chương Hy Lạp và Latin. Ở đại học, người ta chế nhạo nếp sống nghèo khó của ngài. Tốt nghiệp với cấp bằng tiến sĩ ưu hạng, Anton được rất nhiều khách hàng tín nhiệm. Nhưng đây lại là thời Lutero nổi dậy. Anton bỏ nghề thuốc để theo môn thần học, thánh kinh, thần học tu đức. Người đã muốn là thầy thuốc chữa bệnh tâm hồn hơn là thầy thuốc chữa bệnh thân xác. Nhiệt tình bác ái của Anton biểu lộ qua việc chuyên cần giảng dạy giáo lý và công tác giáo dục. Cảm thấy được ơn gọi làm linh mục, Anton Zakaria chuẩn bị bước lên đời tư tế dưới sự hướng dẫn của hai tu sĩ dòng Đa Minh. Vào năm 1528, ngài được thụ phong linh mục. Từ đây, cha Anton thực hành việc bác ái tông đồ nhiệt thành hơn. Cha đi thăm viếng các bệnh viện, các nhà tù và các xóm lao động nghèo khổ, nâng đỡ những người bất hạnh, khuyên bảo những kẻ lầm đường lạc lối trở về với Chúa. Anton Maria Zakaria bắt đầu tụ họp trẻ em lại. Ngài nói cho chúng nghe về các chân lý cao trọng. Cha mẹ chúng cũng thường tới nghe dạy. Họ nói với nhau, nào chúng mình đến nghe thiên thần của Chúa giảng dạy. Tay cầm thánh giá, Anton rảo qua khắp các đường phố nói về ơn cứu chuộc và về sự thông hối. Nơi nào bị chế nhạo, bị sỉ nhục thì ngài lại càng năng lui tới nơi đó hơn. Ngài đến ở Milan,
thăm viếng các người đau khổ trong các nhà thương, nhà tù, nơi các xóm nghèo. Các nghĩa cử Ngài đã làm mang lại cho Ngài danh hiệu Người Cha Dân Tộc. Ngài ngồi tòa hàng giờ để phục sinh các linh hồn. Ngài chống lại phái thệ phản và đối đầu với bất cứ ai muốn tấn công đức tin tinh tuyển. Năm 1530, Anton tới định cư ở Milan. Tại đây, cùng với hai thành viên là Giacobbe Morigia và Bartolomeo Ferrari, lập Hội Đấng Khôn Ngoan Vĩnh Cửu. Đây là hiệp hội các linh mục triều theo tinh thần Thánh Phaolô. Anton Maria Zaccaria đã can đảm chịu đựng nhiều hiểu lầm và bách hại gây nên cho mình trước khi được phục hồi sau hai phiên tòa mở ra để chống đối Ngài. Mà phiên tòa ấy mở ra chống đối Ngài là do chính những người từng đồng hành với Ngài trong các buổi đầu của viện do người thành lập. Thánh Anton Zaccaria có thể được xem là người đi trước Thánh Carolo trong cuộc phục hưng Công giáo. Khi Thánh Carolo tới Milan năm 1569, đã thấy các tu sĩ Barnabé hoạt động ở đó từ nhiều năm trước. Từ hội dòng này có hai vị thánh là Thánh Francisco Xavier Bianchi và Thánh Alexandre Sauli. Một trong những giám mục nổi tiếng nhất của cuộc cải cách do Công đồng Trento khởi xướng. Các ngài được trao cho việc coi sóc thánh đường Thánh Barnabé, cho nên người ta gọi các ngài là các cha Barnabé theo tinh thần Thánh Phaolô. Các ngài rao giảng Chúa Giêsu chịu đóng đinh để kêu gọi mọi người ăn năn sám hối. Ngài luôn khuyên bảo các môn sinh can đảm rao truyền tình thương của Chúa. Thánh Anton Maria Zaccaria đã thụ huấn tại trường học của Thánh Phaolô để sống tình yêu Đức Kitô vượt mọi sự hiểu biết. Ngài loan báo lời cứu rỗi ngoài đường phố, trên các quảng trường, lôi kéo nhiều người trở lại, chấn chỉnh các tu viện như ở Vicence và đem nhiều thành phố làm hòa lại với nhau. Thánh Anton Maria Zaccaria thường nói với các môn sinh, đặc tính của những tâm hồn đại lượng là phục vụ không mong phần thưởng, chiến đấu không chờ lương bổng, hãy tiến tới không ngừng và hướng tới sự hoàn thiện cao cả hơn. Hãy nói với Chúa Giêsu bị đóng đinh về tất cả những gì bạn thấy và lãnh ý người cho mình và cho người khác. Ngài dạy họ phải quen với những phỉ báng khinh miệt, nhưng không làm như vậy nếu không hướng chọn ý tưởng về Chúa và nếu kinh nguyện chưa nên của ăn nuôi sống linh hồn. Quen với những phỉ báng khinh miệt, các linh mục và cả hàng giáo sĩ đã bắt đầu chiều về. Anh em họp nhau để thú tội. Thánh nhân còn dẫn anh em rảo qua đường phố bằng cách vắt thánh giá mà rao giảng. Họ còn tự động cột dây vào cổ, làm những việc nặng nhọc trong khi một số khác đi ăn xin cho người nghèo. Thế vậy, nhiều người chống đối và cải thiện đời sống. Nhiều người thống hối và cải thiện đời sống. Thánh Anton còn cổ động việc sùng kính thánh thể, khuyên năng rước lễ hơn. Vì thời đó người ta chỉ rước lễ 1-2 lần trong năm mà thôi. Trước sự đổi mới này, nhiều người đã coi sự nhiệt thành của thánh nhân làm sự cuồng tín, dị đoan. Thánh nhân vẫn an lòng và cảm nghiệm điều mà Ngài vẫn thường nói rằng bạn sẽ được thấm nhập vào Chúa đến độ không còn lo tưởng đến những sự trên thế gian này nữa. Bạn được thấm nhập vào Chúa đến độ mà không còn lo tưởng gì đến những sự thế gian này nữa. Thánh nhân tỏ ra hết mực yêu thương những người lầm lạc và sẵn sàng giúp đỡ, cầu nguyện cho họ. Năm 1530, Ngài giúp bà bá tước Louis Torelli, một người đạo đức và hoạt động, thành lập một hội dòng nữ để tiếp tục phụng sự Chúa và làm các việc bác ái xã hội với Ngài. Năm 1536, cha Anton Maria Zaccaria từ chức bề trên mà Ngài đã giữ từ đầu để đi truyền giáo. Ngài rao giảng phúc âm và giải hòa các cuộc tranh chấp. Công việc thật bề bộn, không thể lường trước được
Nhờ vậy, thánh nhân vẫn trung thành với tác vụ, các cuộc tĩnh tâm và thư tín. Tuy nhiên, lần này, vì nhiệt thành phụng sự Chúa và phục vụ các linh hồn, thánh nhân đã kiệt sức, ngài lui về với thân mẫu. Bà khóc lóc, người mẹ khóc lóc khi nhìn thấy con như thế. Nhưng Anto nói, ồ, mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa. Chẳng bao lâu rồi mẹ cũng được vui mừng với con trong vinh quang bất tận mà bây giờ con đang tiến vào. 3 giờ chiều, ngày 5 tháng 7 năm 1539, linh mục trẻ 37 tuổi, Anton Maria Zacharia, thở hơi cuối cùng trong tay mẹ hiền tại nơi ngài sinh trưởng. Cha Anton Maria Zacharia được phong thánh năm 1897. Thưa anh chị em và các bạn, lòng nhiệt thành của Anton Maria Zacharia kết thúc khi ngài mới 37 tuổi, làm tận lực, làm hết sức, làm theo gương Thánh Phaolô mà ngài nói rằng là chúng tôi là đồ điên dại vì Đức Kitô. Thánh Phaolô, vị lãnh đạo và là bổn mạng của chúng ta, đã nói như thế về chính ngài. Về các tông đồ khác và hết thảy mọi người tuân giữ luật sống Kitô giáo và tông đồ. Anh em thân mến, chúng ta đừng bỡ ngỡ và sợ hãi về điều đó, bởi vì môn đồ không thể hơn thầy và tôi tớ không hơn chủ. Những kẻ chống lại ta thì tự làm hại mình, nhưng lại khiến ta được lập công. Họ thêm vinh quang cho triều thiên đời đời của ta và kéo cơn thịnh nộ của Thiên Chúa xuống trên chính họ. Ta phải yêu thương họ hơn là ghét và oán họ. Ta còn phải cầu nguyện cho họ nữa. Đó là điều mà Anton Maria Zacharia sống và khuyên các môn đồ của mình. Bởi vì ngài bị chính những người mà cùng đứng ra thành lập cái viện do người được khởi xướng, những anh em đồng liêu đồng môn ấy lại lập tòa án để mà tố cáo, để mà bách hại Anton Maria Zacharia, phải chịu bao nhiêu là hiểu lầm, mãi về sau mới được phục hồi lại. Tòa tuyên cáo là Anton Maria Zacharia là có tội. Nhưng mà rồi Anton Maria Zacharia nói rằng là những kẻ chống lại ta thì tự làm hại mình, nhưng lại khiến ta được lập công. Họ thêm vinh quang cho triều thiên đời đời của ta và kéo cơn thịnh nộ của Thiên Chúa xuống trên họ. Ta phải yêu thương họ và phải cầu nguyện cho họ. Thường khi bị người ta tố cáo, thường khi bị vu khống, bị bách hại, anh chị em có chấp nhận họ? Khó lắm. Mà nhất lại là những người đồng môn, đồng liêu với mình, những người mà đã cùng mình thiết lập cái đan viện này, đã cùng mình khởi xướng những công trình kia, bìa lại chính những người ấy mà Chúa Giêsu nói kẻ cùng đưa tay chấm chung một bánh trong một chén với ta lại giơ gót đạp ta. Giả như kẻ thù mình, nó làm hại mình thì nó không đau, mà chính những người thân mình, những người mà cùng làm việc với mình, cùng đồng hành với mình, bây giờ phản phúc, tố cáo mình, làm hại mình. Những lúc như vậy, nghe lại lời Anton, những kẻ chống ta thì tự làm hại mình. Họ tự làm hại họ, nhưng mà lại làm cho ta được lập công, thêm vinh quang cho triều thiên đời đời của ta. Họ kéo cơn thịnh nộ xuống trên họ. Cho nên thay vì oán ghét họ thì hãy thương hại họ và cầu nguyện cho họ. Đó là điều mà chúng ta có thể rút ra từ cuộc đời của Thánh Anton Maria Zacharia. Vì Anton Maria Zacharia đã bị nhiều phỉ báng, bị nhiều khinh miệt, cho nên ngài nói với những môn đồ của ngài và nhắc nhở chúng ta ngày hôm nay là ta luôn có ý hướng trọn lành về Chúa và lấy kinh nguyện làm quan nuôi sống mình thì mới vượt qua được những sự khinh miệt, những sự hiểu lầm đó. Và đồng thời, có khi sự nhiệt thành của mình người ta cho là cuồng tín, là mê tín, là dị đoan,
chúng ta đi loan truyền lòng thương xót Chúa cũng vậy, hăng say nhiệt thành, đến mức độ mà người ta bảo chúng ta là cuồng tín, đến mức độ mà chúng ta bảo mình là dị đoan, thôi chuyện của người ta. Mà nếu ta kết hợp mật thiết với Chúa thì chẳng bận tâm gì đến chuyện thế gian nói này nói kia nữa, lời thị phi, lời giảm pha của thế gian ta không bận tâm, nếu ta gắn bó được thực sự với Chúa, nếu ta ghim mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa. Thưa anh chị em, Thánh Philippe Phan Văn Minh, linh mục tử đạo. Philippe Phan Văn Minh sinh năm 1815 trong một gia đình đạo đức tại hội đạo Cái Mơn thuộc huyện Mỏ Cày, tỉnh Vĩnh Long, nay thuộc huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Cậu là con út trong số 14 người con. Anh em đông, Chúa lại cất cha mẹ đi sớm, cậu phải nhờ người chị đùm bọc, nuôi dưỡng, dạy dỗ. Nhờ vậy, cậu cũng được học hỏi giáo lý đầy đủ để rước lễ lần đầu và lãnh phép bí tích thêm sức năm 13 tuổi. Chính Đức Cha Từ đã ban phép thêm sức cho cậu. Dịp này, cậu đã xin Đức Cha cho cậu theo Ngài và ngỏ ý muốn dâng mình cho Chúa. Thấy cậu thông minh, hiền hậu, Đức Cha thương, đem về dạy dỗ huấn luyện rồi cho tu học tại chủng viện Lái Thiêu. Được vào chủng viện, cậu Minh hết sức vui mừng tạ ơn Chúa, và để tỏ lòng biết ơn, cậu cố gắng học hành luyện tập nhân đức. Nhưng chẳng được bao lâu, vua Minh Mạng ra sắc chỉ cấm đạo, chủng viện phải đóng cửa, các cha và chủng sinh phải tìm nơi ẩn náu. Dịp may lúc đó, Đức Cha Từ gửi được thầy Minh đến chủng viện Penang, Mã Lai, tiếp tục học hành tu luyện. Thầy có vinh dự được Đức Cha Từ gọi qua Calcutta, Ấn Độ để hợp tác với Ngài soạn bộ từ điển Latin Việt Nam. Năm 1838, khi Đức Cha qua đời, thầy Minh lại trở về Penang tiếp tục thần học. Và sau khi học xong thần học, thầy trở về nước. Được Đức Cha Thể truyền chức năm 1840 tại Gia Hiệu. Cha được giúp các họ đạo từ Nam Vang cho đến Mặt Bắc. Hơn 6 năm trời, từ năm 1846 đến năm 1852, cha đã đi khắp các họ đạo, Đầu Nước, Cù Lao Dương, Xoài Mút, Chợ Bưng, Ba Rồng, Cái Nhum, Cái Mơn, Bãi San, Rồng Rùm, Thôn Rôn, Rạch Rập, Trà Và, Cái Đôi, Mặt Bắc. Đến đâu cha cũng lo ngồi tòa giải tội, dạy giáo lý, dâng thánh lễ cho giáo hữu tham dự, rồi tiếp tục đi đến nơi khác. Vua Minh Mạng băng hà, vua Thiệu Trị vừa lên ngôi thay thế, việc bắt đạo có phần bớt gắt gào. Nhờ đó cha Minh đi được nhiều nơi thăm viếng ủy lạo, dạy đạo và ban các bí tích cho giáo dân. Cánh đồng truyền giáo của cha thật rộng rãi mênh mông. Cha phải di chuyển luôn mới có thể đáp ứng nhu cầu mục vụ cho các họ đạo. Nhiều ngày cha phải lặn lội dầm mưa, dãi nắng, rất cực khổ. Sau chiếu chỉ tháng 8 năm 1848, nhất là chiếu chỉ tháng 3 1851, việc bắt đạo trở lại gắt gao hơn. Vua Tự Đức ra lệnh chém đầu bỏ trôi sông các linh mục ngoại quốc và xử tử các giáo sĩ bản quốc, phát lưu những người theo Đa Gia Tô tả đạo. Vua còn ghi rõ các quan phải triệt để thi hành. Dù vậy, cha Minh vẫn can đảm hy sinh đi lại lo cho giáo dân. Lúc đó, cha Phêrô Liệu đang làm tránh sở họ Mặc Bắc, thì có lệnh bề trên thuyên chuyển đi nơi khác. Cha Minh đến thay thế và cư ngụ tại nhà ông Trùm Liệu. Khi ấy có một người tên là Bếp Nhẫn, say mê cờ bạc rượu chè. Anh ta không biết cha Liệu đã đổi đi, cho nên tố cáo quan đến bắt cha tại nhà ông Trùm để nhận lãnh tiền thưởng mà ăn chơi. Quan liền sai lính đến bao vây lục soát nhà ông Trùm. Thấy ông bị tra khảo hăm dọa dữ dội, cha Minh sợ vì mình mà gia đình ông phải khổ nên ra trình diện mà nhận là linh mục. Thế là cha bị bắt dẫn về giam tại tỉnh Vĩnh Long ngày 26 tháng 2 năm 1853. Trong thời gian hơn 4 tháng bị giam giữ ở đây, nhiều lần cha bị tra tấn đòn vọt, buộc phải bước qua thánh giá chối Chúa, nhưng cha luôn cương quyết trung thành với Chúa. Thấy cha còn trẻ, mới có 38 tuổi, lại hiền lành, được có học thức, các quan muốn tìm cách cứu cha.
họ không bắt cha bước qua thập giá nữa. Chỉ cần cha nói miệng là đã bỏ đạo thì tha ngay về, không cần bước qua thánh giá. Nói mỗi câu bỏ đạo thôi. Nhưng cha nhất định không chịu, một mực từ chối đề nghị này. Không thể làm gì hơn, quan phải kết án tử hình cha. Được tin, cha quỳ gối tạ ơn Chúa và nói với anh em: xin anh em vững lòng tin và hết dạ cậy trong Chúa. Ngài chẳng từ bỏ ai và sẽ thưởng công bội hậu cho những ai tận tâm tôn thờ Ngài. Mà ngày 3 tháng 7 1853, cha chịu chém đầu, chịu chết vì Chúa tại pháp trường Đình Khao gần Vĩnh Long. Thi thể của cha được an táng dưới nền một ngôi nhà thờ mới bị đốt ở Cái Mơn. Năm 1962, di cốt Ngài về Vương Cung Thánh Đường Sài Gòn trong dịp lễ cung hiến. Ngày 27 tháng 5 1900, Đức Thánh Cha Liêu thứ 13 phong chân phước cho cha. Và ngày 19 tháng 6 1988, Đức Thánh Gia Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã suy tôn cha Philippe Phan Văn Minh lên hàng hiển thánh. Amen. Cảm tạ lòng thương xót Chúa.